Thôi, bên trái quay, và các bạn nhìn nó 66 là chuẩn. Và tất cả các bạn sau hàng lại, mình cầm cái ghế lên điều chỉnh nha, chứ không có đá ghế nha. À, sau đó thì các lớp các bạn cũng kiểm tra ghi nhận luôn. Bạn nào ngồi không đúng vị trí, đứng không đúng vị trí, chúng ta cũng đứng như vậy đi. Nha, bữa hôm sau chúng ta phải nhìn liền, được chưa? Rồi các bạn, thầy Ngô bước tay. Hầu như chúng có lớp có 6 hồ. Nguyên một khu vực bên đây có 7 thầy cũng chưa nghe luôn. Các bạn trang phục và chuẩn bị làm lễ chào cờ, tất cả nghỉ. Quyền biết những cái bộ phận và biết cách như thế nào phòng chống xâm hại.
em đối với xã hội. Và cái bổn phận thứ tư thì hôm nay mấy em có chào cờ không? Có sáng nay mấy em vô chào cờ rồi, ngày thứ hai rồi em chào. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta hướng về tổ quốc. Đó chẳng hạn như mỗi lần mà các em thứ hai đầu tuần là các em luôn luôn các em chào cờ, các em chào cờ là quốc kỳ. Đó chúng em luôn luôn chúng ta nhớ về tổ quốc yêu thương của chúng ta. Chúng ta đang quên đó để con ủng hộ cho các em miền núi, các em miền xa có không em? Thì các em nhớ rằng các em nghĩa trí chính, tức là luôn luôn cái đầu óc chúng ta phải nhận rằng chúng ta phải có đạo đức thì chúng ta mới rèn luyện được thời gian dài đó. Như bạn này thì là sử dụng internet để
chơi game, xem phim thì các việc chơi game quá nhiều trong cái giờ học của mình đó. Ngoài ra thì các em hãy lưu ý là trên mạng internet nó có hai vấn đề. Em có thể là sử dụng Facebook, cho nên là cái vấn đề Facebook mạng xã hội thì nó có ảnh hưởng rất là lớn. Và trên Facebook xong rồi nói xấu qua, nói xấu lại với nhau, xong rồi là hẹn nhau thì nhưng sau đó thì các em phải chuẩn bị những cái hung khí để đánh nhau. Chính vì vậy là gây ra là cái việc học hành của là trường hợp đó là trường hợp của cái cô tử đã có nói trong cái tuần trước, cho nên là xét xử vợ tôi và con vợ đó. Tuy nhiên thì do là các em cũng còn trong độ tuổi vị thành niên, khi có tòa xét xử thì các em đó mới học. Tại vì nếu mà các em nghe theo những người đó thì có thể là các em sẽ gặp những cái tình huống xấu, cái vấn nạn xảy ra đối với các em. Và tôi cũng hy vọng rằng là đối với các trường của trường con trên của tôi cũng được biết là giờ sinh hoạt gọi là cộng đồng thì các em rất là nghiêm túc và các em rất là ngoan, cho nên tôi hy vọng không có là đánh các bạn hay ăn hiếp các bạn, không được có những cái hành động hay là nói xấu. Và kính chúc cho các em luôn luôn học giỏi, kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe.